Cũng nên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tư tuần, trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị em cũng đã quá quen thuộc rồi, mà một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin được phân tích và up lên trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. nội dung của bản tin tuần thì chúng ta sẽ có các cái phần chính, ví dụ phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường, phần thứ hai chúng ta sẽ đi view ở các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và hàng ngày thì chúng ta khi mà chúng ta kết thúc bản một phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin hàng ngày được up lên trên kênh Hùng Lê Chứng khoán. Và vài và như các anh chị biết rồi đúng không ạ, thị trường của chúng ta luôn luôn vận động luôn luôn có những cái sự biến động chính vậy nên là chúng ta sẽ phân tích thêm các cái chỉ báo thị trường hàng ngày sau khi kết thúc phiên để chúng ta đánh giá xem thử là à như vậy với cái thiên hướng kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì xu hướng thị trường tiếp theo sẽ như thế nào. Và ở trên thị trường chứng khoán thì các anh chị lưu ý có những cái điểm như sau. Thứ nhất là nếu như chúng ta phân tích được trúng đúng đủ các anh chị nhá, anh chị lưu ý nhá, trúng đúng đủ bộ ba tham số chung của thị trường, đó là chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì như vậy là chúng cái xác suất để chúng ta thắng lợi nó đã rơi vào khoảng tầm 60% rồi. 60% các anh chị. Tức là nó gần như là cái xương sống của thị trường. Khi chúng ta phân tích được đúng, định hướng đúng à đâu là điểm hỗ trợ, đâu là chân sóng và đâu là điểm kháng cự của thị trường thì gần như chúng ta đã thắng khoảng tầm độ 60% rồi. Còn lại 20% nữa là chúng ta lựa chọn vào cái câu chuyện là chúng ta chọn được cái cái dòng nào, cổ phiếu nào tăng tích cực ở trong cái chân sóng đó, trong cái nhịp sóng đó. Đó. Còn về cơ bản là gì? Về cơ bản là chúng ta đã phân tích được đúng cái điểm hỗ trợ và đúng cái điểm kháng cự thì gần như chúng ta đã đã đã, đã, đã cái cái xác suất để chúng ta thành công ở trên thị trường nó đã lớn hơn rất là nhiều rồi thì nội dung của bản tin tuần này tuần từ phiên giao dịch ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 2024 thì phần thứ nhất chúng ta sẽ view lại bộ ba tham độ chung của thị trường ở trong tuần vừa qua phần thứ hai thì như thường lệ thôi chúng ta sẽ đi phân tích một số các danh mục cổ phiếu rất là cơ bản gồm nhóm của hỗ trụ bất động sản công nghiệp nhóm thép bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì có thể chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khác Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả à, các cái nội dung ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê. Vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ à, cân nhắc trước khi mà chúng ta xem và à, cân nhắc trước khi mà chúng ta áp dụng với một cái quan điểm chia sẻ à, cởi mở và chân thành thì chúng ta sẽ à, tìm kiếm à, nhiều các cái nguồn thông tin. Các anh chị nhiều các cái nguồn thông tin mở ở trên trên mạng đúng không ạ? Và chúng ta tìm kiếm nhiều nguồn thông tin, làm sao đó để chúng ta tổng hợp lại và chúng ta tích tụ lại để chúng ta À, có được những cái kiến thức cho riêng mình, có được những cái quyết định cho riêng mình và mục tiêu cuối cùng là ở trên thị trường chứng khoán chúng ta phải đi chậm, đi chắc, đi bền và đi dài. Các anh chị chứ còn đi nhanh là coi như là, là 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 hỏng hỏng ăn hết. Cho nên là những anh chị em mà chúng ta mang được những cái tư tưởng như vậy rồi ấy, thì như vậy chúng ta tích lũy kiến thức và dần dần thì chúng ta sẽ trưởng thành ở trên thị trường chứng khoán. Rồi, <laughs> và phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đi view bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 8 đến ngày 12 thì ở đây các anh chị đang được view ở trên khung giờ và như chúng ta cũng đã có phân tích rồi ở trên bản tín tuần thì ví dụ như là vào phiên giao dịch ngày 8 chúng ta dự báo gáp tăng của chỉ số VN ở quanh vùng 1287 và sau đó sẽ có những cái điểm test ở vùng 1275. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã hướng được cái target kỹ thuật của chỉ số VN30 dự kiến à, VN Index dự kiến về vùng 1300 đến vùng 1305 và mắc thì đâu đó chỉ số VN Index của chúng ta đạt ở, ở khoảng quanh vùng 1298 điểm ở trong phiên giao dịch ngày 10 và bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 10 thì như hùng đã có phân tích chia sẻ với các anh chị em ở trong các bản tin dòng tiền chờ bán bắt đầu có xu hướng gia tăng quay trở lại và điều đó khiến cho thị trường của chúng ta ở trong phiên giao dịch ngày 10 ngày 1 ngày 12 của chúng ta thì gần như là gì bập bõm các anh chị và lúc tăng lúc giảm lúc đỏ lúc xanh nói chung là cái động lực nó không có và nhìn chung thì từ vùng 1297 bắt đầu là thị trường của chúng ta đã có những điểm test sát đến vùng 1275 Vậy thì cái điểm 1297 này nó có ý nghĩa như nào? Tức là uh, câu chuyện ở đây là thị trường chúng ta bắt đầu tiệm cận đến vùng cản 1.300 điểm Nên tâm lý nhà đầu tư sẽ mang hàng lá chốt Đấy là cái tâm lý thứ nhất Tâm lý thứ hai đó là gì? Tại chân sóng ở phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 tháng 7 Đến thời điểm uh, VN Index chúng ta hồi về đến gần sát 1297 Thì như vậy là thị trường chúng ta cũng đã tăng sấp xỉ được gần 60 điểm và điều đó cũng khiến cho nhà đầu tư uh, bắt được hàng ở trong phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 thì như vậy là họ bắt đầu họ quay trở lại họ chốt hàng. Vậy thì với cái thiên hướng kỹ thuật hiện tại của thị trường ở trong phiên giao dịch ngày 12 thì chúng ta cũng đã có dự báo những cái điểm tạo gáp ở ngay đầu phiên và chỉ số VNI sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1283 1285, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1275 và các anh chị nhìn thấy điểm sâu nhất của chỉ số VNI ở trong cây nến kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, điểm sâu nhất ở quanh vùng 1277 và có rút chân lên ở trên vùng 1280. Với động thái hiện tại như này thì chúng ta dự báo phiên giao dịch thứ hai tuần tới chỉ số VNI sẽ có những cái gấp tăng nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 1287, 1285, 1287 đây sau đó thì chỉ số này tiếp tục quay trở về test cung tích lũy và điểm test tích lũy 1 ở trên vùng 1275 và điểm test 2 sẽ ở khoảng quanh vùng 1268 đến khoảng quanh 1270, test tích lũy thành công thì như vậy là cái target tuần thì chúng ta sẽ ngắm lại ở vùng 12595 đến vùng 1300 Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 Thì như chúng ta cũng đã có sự báo vào tuần mới Thì cái vùng cảng kỹ thuật của chỉ số VN30 Nó sẽ rơi vào ở khoảng quanh vùng 1320 đến vùng 325 Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng Của chỉ số VN30 ở vùng 1295, 1300 và 1305 Thì các anh chị nhìn thấy là ngay trong phiên giao dịch của ngày 8, ngày 9 và ngày 10 Thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta cũng đã chính thức đạt đến cái ngưỡng 1325 và và từ phiên 10 đến phiên 11, 12 thì như vậy là chỉ số VN30 cũng bắt đầu có xu hướng chỉnh và test cung quay trở lại. Ở xét ở trong phiên giao dịch của ngày 12 thì như cũng đã có phân tích ở trong bản tin chiều ngày hôm qua đúng ạ. VN30 sẽ có gáp tăng nhẹ lên ở khoảng quanh vùng 13, 13. Đấy các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu phiên thì như vậy chỉ số VN30 có tăng và sau đó thì nó sẽ lần lượt đi lấp gáp. Điểm lấp sẽ ở khoảng quanh vùng 300, điểm 2 sẽ vùng 295 thì các anh chị nhìn thấy là kênh đến giờ kết thúc phiên có thời điểm VN30 chúng ta đã lấp xuống dưới vùng 1300 và có điểm rút chân lên ở khoảng quanh vùng 1302 với là hiện tại như này chúng ta dự báo ở phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới VN30 sẽ có gấp tăng nhẹ lên khoảng quanh vùng 1307 sau đó thì nó tiếp tục à, thực hiện cái động tác lấp gáp ở khoảng quanh vùng 1290 đến vùng 1295 và tuần tới thì À, chúng ta kỳ vọng là gì chỉ số VN30 chúng ta sẽ tích lũy ở trên vùng 1290 cộng. Và tích lũy thành công đảo long thì như vậy là gì, cản cái tuột trước mắt của chỉ số VN30 chúng ta hướng về vùng 1315 đến vùng 1320. Bây giờ chúng ta nhìn sơ bộ qua một chút xíu về chỉ số VN30 ở trên sạc kỹ thuật ngày thì như ông đã có phân tích ở đây có một cái vùng cản 1340 đồng thời thì cái quá trình mà vượt thoát đi lên khi mà chỉ số VN30 chúng ta vượt lại vùng 1320 1325 ở đây thì các anh chị nhìn thấy là gì chúng ta đang có 3 phiên mà chỉ số VN30 quay trở lại test tích lũy vòng đã dự kiến các cái điểm về vùng 129 1300 1295 và vùng 1290 thì khả năng tuần tới là cái tâm điểm của thị trường chúng ta sẽ hướng về quanh vùng 1290 cộng ở đây. Và kỳ vọng là gì? VN30 chúng ta test thành công ở đây, đảo long thì như vậy là tiếp tục hướng về 1320 1325 và điểm xa hơn sẽ là 1340 ở trên sạc kỹ thuật này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30F1M ở trên chạc kỹ thuật M5 thì đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta phân tích ở trên trạc kỹ thuật M5 các anh chị nhé từ phiên giao dịch ngày 8 đến ngày 12. Thế thì đối với phái sinh thì trong tuần vừa qua cũng đã đưa ở các cái target kỹ thuật của chỉ số này về ở ngưỡng cản kỹ thuật ở vùng 13 20 đến vùng 1325 và maximum đâu đó thì lên được khoảng quanh vùng 1322. Đó, trong phiên giao dịch của ngày 10 đúng không ạ? À, mắc ở đây. Và sau đó thì chỉ số phá sinh của chúng ta cũng bắt đầu có những cái vùng chỉnh cung. Thì uh, hàng ngày chúng ta có bản tin phân tích chi tiết rồi. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 12, thì như chúng ta cũng đã có phân tích là gì? Khả năng thì phá sinh sẽ có gáp tăng lên vùng 1310 đến vùng 1312. Thì các anh chị để ý là ngay đầu phiên, đúng không ạ? Uh, phiên hôm qua thì nó đóng ở vùng 1305 và ngay đầu phiên thì như vậy là uh, phá sinh của chúng ta cũng đã có gáp lên ở vùng 1313, uh, 1310. Và sau đó nó đi chỉnh cung. Thì cái cách chỉnh cung là sau gáp xong thì nó sẽ test lại vùng 1305 này. Rồi sau đó nó test tiếp ở vùng 1300 và phiên ngày hôm nay thì phái sinh đóng đúng ở vùng 1300 tức là đóng đúng cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có đề cập ở trong các bản tin. Như vậy với động thái hiện tại như này thì chỉ số phái sinh các anh chị cũng nhìn thấy rồi, hiện tại thì phái sinh ở đang ở trong một kênh xu hướng giảm. Và phải khi nào mà thị trường hoặc là phái sinh bứt qua được cái kênh xu hướng giảm này thì như vậy có thể là thị trường mới quay trở lại xu hướng tăng điểm. Ở đây chúng ta thấy um, có một cái điểm uh, gọi là 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 nhún xuống qua một và gọi là đóng đóng lên rút chân nhẹ đây. Thế thì tuần tới uh, dự báo là sẽ có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 305, sau đó thì nó sẽ tiếp tục trả gáp vào vùng 1295 đến vùng 1290. Sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật uh, quan trọng của chỉ số phái sinh. Uh, Test đi thành công thì như vậy đích đến của chỉ số này sẽ hướng lại vùng cả kỹ thuật 1305 đến vùng 1310 ở trên sàn kỹ thuật ngày của chỉ số phá sinh thì như ông đã có phân tích chia sẻ trong các bản tin gần đây đó là gì xét về mặt thiên hướng chung và dài hạn thì như vậy là phá sinh của chúng ta vẫn đang nằm ở trong một cây xu hướng uptrend và trên cái kênh xu hướng uptrend đó thì đương nhiên nó sẽ phải có những cái nhịp tăng rồi nhịp rung rũ đó là câu chuyện hết sức bình thường cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phân tích được đâu là chân sóng và đâu là các cái điểm cả kỹ thuật thì ví dụ như à, trong tuần vừa qua à, chúng ta phân tích cái điểm phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 à, à, tháng 7 là chân sóng và ở đây thì chúng ta đang có cái vùng cả kỹ thuật ở 1320 1325 Ok các anh chị và chúng ta cũng đã có ba phiên phái sinh bắt đầu quay trở lại chỉ giảm thì nhưng đã có phân tích ở đây này đó khả năng thì phá sinh của chúng ta sẽ quay lại vùng 300 và điểm sâu hơn ở vùng 290 trên tài ngày test đi lý thành công và tuần tới thì khả năng sẽ test về vùng 1290 và test thành công ở đây đảo long thì cản ngắn của chúng ta vẫn là 1320 1325 bớt được cái điểm này thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu xây lên vùng 1340 thì đó là một vài các cái thiên đường kỹ thuật của chỉ số phá sinh ở trên trạc kỹ thuật M5 trên trạc kỹ thuật ngày để các anh chị nắm được Rồi và chúng ta bắt đầu đi vào nội dung tiếp theo của bản tin tuần này đó là chúng ta sẽ review ở một số các cái danh mục cổ phiếu các anh chị nhé và với những cái danh mục này thì gần như là các anh chị em cũng rất là quen thuộc. Mvdr ở trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến ở điểm test vùng 64.5 và target kỹ thuật ở vùng 67, target 2 ở vùng 68 thì phiên giao dịch của ngày thứ hai và ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì như vậy là MWG đã hai lần chạm về vùng 67 cộng à, tuy nhiên là các anh chị nhìn thấy đến phiên giao dịch của ngày 9 thì như vậy là động lực không thể bứt thoát qua cho nên là chúng ta bằng lòng với target một ở quanh vùng 67 và sau đó thì MWG bắt đầu có xu hướng chốt phiên kết tuần phiên kết tuần thì như vậy là MWG về về, về có thời điểm là thủng qua vùng 64.5 nhưng rút chân lại vùng 64.8 và như vậy thì cái câu chuyện là vùng 64.5 vẫn là vùng hỗ trợ khá là tích cực của cổ phiếu MWG như vậy xu hướng tuần tới khả năng nó sẽ có tiếp tục có các cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 64 64.5 và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về quanh vùng 67. Cổ phiếu Mansan à, chúng ta dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 76 76.3 và dự kiến long về vùng 78 cộng và trong tuần thì ở phiên giao dịch ngày 8 test và đến lên được cái mắt cái target ở ở đây là vùng 77.5 và sau đó Masan bắt đầu có xu hướng quay trở lại test công nghệ thuật <laughs> Phiên kết tuần thì như vậy là Mansan đã bị thủng qua cái vùng 76 Nó tiếp tục thủng tiếp Cái điểm 75 với lực bán hai cây đến giờ trong phiên chiều Là tương đối mạnh <laughs> Với xu hướng hiện tại của Mansan như này Thì tuần tới các anh chị lưu ý ở vùng 74.5 Và điểm sâu hơn điểm sâu hơn thì có thể Man San sẽ quay trở về ở khoảng quanh vùng 73.8 đến khoảng vùng 74 đó chúng ta lựa lựa ở đây để chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát bởi vì các anh chị nhìn thấy tín hiệu đường mát đang đỏ và đang cắm đầu đi xuống như này thì cái xu hướng chủ đạo của cổ phiếu nó đang là chỉnh cung đó và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 74.5 các anh chị nhé BVH ở trong tuần vừa qua như chúng ta cũng đã có phân tích dự báo thì như vậy là gì nó cổ phiếu này sẽ tiếp tục cái hành trình công lại vùng 47.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 48 thì trong phiên giao dịch ngày 9 như vậy là BVH đã công lên vùng 47.5 cộng và nó có hai phiên test tích lũy ở trên vùng cản đồng thời thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta dự báo điểm test tích lũy ở vùng 46 khá là tích cực và đến phiên kết tuần thì như vậy là BVH mới bị thủng qua cái vùng 46 với tín hiệu đường mà CD đang đỏ đi xuống như vậy thì rất có thể là với cái động thái hiện tại như này thì có thể có gáp tăng nhẹ lên khoảng quanh vùng 46 nhưng sau đó thì khả năng là BVH sẽ tiếp tục test lại ở khoảng quanh vùng 45.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 45 và phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới thì tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng kỹ thuật cổ phiếu ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật này. cổ phiếu trụ Vinamilk uh, Vinamilk ở trong tuần trước thì như vậy là chúng ta cũng đã có phân tích một cái nhịp tăng và cái target kỹ thuật của Vinamilk ở về vùng 67.5 và như cũng đã có phân tích dự báo thì tại vùng 67.5 này khả năng cổ phiếu Vinamilk sẽ quay trở về test thì uh, nó không test luôn các anh chị nhá. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì Vinamilk tiếp tục neo ở vùng 67.5. Và đến phiên giao dịch ngày 10 thì như vậy Vinamilk mới bắt đầu test. <laughs> ở đây các anh chị nhìn thấy rồi đúng không ạ? Ở phiên cái tuần thì như vậy Vinamilk chúng ta có ba cây nến giờ quan trọng. Ba cây đến giờ này rất quan trọng. Đó ba uh, cây nến giờ này nó test về vùng 66 66.3 66.5 và nó đó, nó đóng cửa vùng 66.3, tức là nó đóng ở cái biên uh, biên dưới của cái biên hỗ trợ tuần ở đây. Như vậy thì khả năng Vinamil tuần tới nó sẽ có thêm một hai cây nến giờ test tích lũy ở khoảng quanh vùng 66.3 66 và tại đây nó test tích lũy thành công đảo Long uh, và nó bật lại được vùng 66.5 như vậy chúng ta lại tiếp tục nhiệm vụ ở vùng 67.5 đến khoảng quanh vùng 68. <laughs> xây là một mã cổ phiếu trụ thành công ở trong trong nhịp sóng vừa qua bởi vì J đã đạt được những cái target kỹ thuật rất là cao. Thì đối với mã cổ phiếu J như chúng ta cũng đã có phân tích các anh chị có thể xem lại những bản tin phân tích tại chân sóng ở phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 tháng 7 đúng không ạ? Và J bắt đầu hình thành lên một cái nhịp tăng và trong tuần này thì như Hùng đã có phân tích là cái điểm tăng thứ nhất của J là J sẽ hướng về vùng 68. Và trong phiên giao dịch ngày 9 thì G vượt qua vùng 68 và chúng ta tiếp tục hướng người target cái target kỹ thuật của G về vùng 70. Và sau khi G đạt cái target ở vùng 70 thì cũng tiếp tục nâng cái target của G lên vùng 72 và có thời điểm thì G đã lên đến vùng 73.5. Với động thái hiện tại của G như này thì chúng ta <laughs> thấy rằng là cái lực cầu khá là tích cực ở trong phiên giao dịch từ ngày 9 đến ngày 11 cho nên là và 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 nó cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật ở cuối tuần cho nên là tuần tới thì dự báo thì duy nó sẽ có những cái điểm nếu cùng lắm thì duy nó sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 69 đến khoảng vùng 70 đó test tích lũy thành công ở vùng 69 đến vùng 70 thành công thì như vậy target kỹ thuật trước mắt sẽ là tiếp tục hướng về vùng 72 và target xa hơn sẽ là quanh vùng 74 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất đồng sản khu công nghiệp. KBC ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự kiến ở điểm 28.8 đến khoảng quanh vùng 29, bản chất thì có 4 phiên test tích lũy. 4 phiên test tích lũy và phiên kết tuần thì như vậy là KBC mới bắt đầu bị thủng qua cái vùng 28.8. Trong phiên giao dịch ngày 8 thì có có một điểm thủng nhưng mà sau đó nó lại lấy lại với động thái hiện tại thì chúng ta sẽ dự báo tuần tới KBC sẽ test về vùng 28.5 điểm sâu hơn sẽ có thể là vùng 28.3 đến khoảng quanh vùng 28 tại đây thì phân tích tín hiệu đảo long cổ phiếu SSC trong tuần hoàn thành target tuần ở vùng cản kỹ thuật 41, 41 Đồng thời thì nó cũng có cái điểm test hỗ trợ ở đây khá là tích cực ở trên vùng 39 và sau khi mà đạt đến cái target kỹ thuật thì như vậy là SCC uh, đang quay trở lại chỉnh cung. Phiên ngày hôm nay có test dưới 40 nhưng rút chân lên được trên vùng 40 cho nên khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo ở khoảng quanh vùng 39.5, khỏe sẽ ở khoảng vùng 39.5. Còn yếu hơn thì khoảng vùng 39, nhưng mà khả năng thì đây các anh chị, uh, tuần tuần phiên giao dịch ngày thứ hai tức là ngày mùng 8 ấy, thì nó cũng chỉ test ở quanh vùng 39.5 thôi. Nên là có khả năng ở nhịp này thì chúng sẽ tiếp tục ở quanh 39.5. Test tư lý thành công thì ở đây chúng ta sẽ hướng tiếp cả kỹ thuật 41 đến khoảng vùng 41.3. IDC thì Nhung đã có chia sẻ với mã cổ phiếu này thì các anh chị cầm dài, nắm dài thì được, chứ còn nếu mà các anh chị lướt lát thì nó cũng sẽ tương đối là khó chịu. Ờ, trong tuần thì chúng ta có dự báo cái điểm có thể test lại ở khoảng quanh vùng 60 và tăng các cái thuật tuần ở vùng 63 đến vùng 64 thì các anh chị nhìn thấy đã ạ. À, xuyên soát vùng 63 đúng không ạ? Và khi đến vùng cảng cái thuật thì nó lại có điểm chỉnh nhẹ cho nên tuần tới ở đây các anh chị lại đây các anh chị nhìn cái điểm tích lũy đây đúng không ạ? Vậy vậy thì chúng ta sẽ có hai cái điểm tích lũy dự kiến. Đó là vùng ở đây đó là vùng 60 60.7 đến vùng 61.1 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 60. Test đi thành công vùng này thì mục tiêu lại vùng 63 64. Đấy, VGC ở trong tuần vừa qua thì nó cũng hoàn thành được cái target tuần à, Đề ra đấy, Đây các anh chị nhé, đó và cái điểm hỗ trợ thuật tuần ở vùng 52 đến vùng 52.5 này à, Chúng ta có dự kiến là nó sẽ test lại quanh vùng 52 và target tuần ở vùng 54 thì như vậy là nó đạt được mắc Ở trong phiên giao dịch cây nến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 10 Và sau khi nó hoàn thành cái target uh, tuần thì như vậy là nó quay trở lại nó test cung đấy các anh chị à, Và tuần tới thì khả năng lại ở khoảng quanh vùng 52, 52.5 năm hai chấm ba đây lan quanh được quanh cái điểm này rồi test đi thành công thì chúng ta lại có vùng 54 và chúng ta để thấy là trong giai đoạn này thì để có target dài nó khó nhưng mà để có những cái target ngắn ngắn khoảng à, biên trong một tuần khoảng từ 3 đến 5 phần trăm thì theo quan điểm cá nhân của ông đây là dễ không khó chứ còn đòi 20 30 phần trăm ở trong tuần thì nó khó lắm nhưng mà khoảng 3 đến 5 phần trăm trên một tuần là hoàn toàn chúng ta có thể làm được và chúng ta chỉ cần lựa những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật có phân tích và những cái điểm cản ví dụ đây tiếp à, trong tuần thì chúng ta có phân tích và thậm chí tuần trước à, chúng ta có phân tích vùng 248 đến vùng 25 đây là vùng hỗ trợ thì các anh chỉ có thể canh gom và điểm cản kỹ thuật ở vùng 62 vùng 62.2 đó thì tuần này có luôn vùng 62.4 anh chị. Đó thì các anh chị có thể lấy là vùng 25 25 trừ đi 62.2 là 1002. Đó và nghìn hai chúng ta chia cho giá vốn 25 thì chúng ta đâu đó được một cái biên đó đâu khoảng tầm trên 3% đó và hoàn toàn có thể làm được và rất nhiều các mã cổ phiếu biên 3 đến 5% ở trong tuần vừa qua là hoàn toàn khả thi thì, <laughs> với động thái hiện tại như này thì như vậy là gì tuần tới thì chúng ta tiếp tục ở vùng 25 248 đến vùng 25 test tích lũy thành công lại vùng 26 262 xa hơn thì vùng 26 năm đó chứ còn chúng ta đòi hỏi một cái target dài thì thì, thì, thì trong cái thời điểm ngắn hạn là chúng thấy cũng chưa chưa có được nhiều đúng không ạ Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép. HPG ở trong tuần chúng ta dự kiến vùng biên test kỹ thuật ở vùng 2828.4 28, và target kỹ thuật tuần ở vùng 29.5. Thì về mặt kỹ thuật là target tuần đạt 29.5 trong phiên giao dịch của ngày 10 và điểm test thì nó test khá là khỏe ở vùng 28.6 cộng. Và sau khi mà đạt được đến vùng 29.5 thì như vậy là Hòa Phát cũng đang có một cái nhịp diện, một nhịp uh, rũ và nhịp xuống này thì đây vô hình dung thì các anh chị nhìn thôi à, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng phân biệt tuần tới thì vùng 28 28 à, 28.2 28 4 thì nó là đương nhiên rồi hoặc có thể là gì hoặc có thể là nếu mà nó 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 test sâu sâu hơn nữa thì các anh chị có thể thòng thêm cái mút nến của 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 cái cây nến này này nó thòng thêm mút nến của cây này là đâu đó khoảng vùng 28.1 à 28.1 nói chung nôm na thì loanh quanh vùng 28 28.2 đấy thế thôi đó thì như vậy là chúng ta ở đây là chúng ta dò tìm các điểm hỗ trợ thì chúng ta đang có hàng chúng ta đặt mua thêm đây và vô hình dung mua xong <laughs> cổ phiếu nó lại phục hồi lại vùng 29.4 29.5 thì chúng ta lại mang hàng là chúng ta chốt tức là mang cái hàng bắt ở dưới này ra chốt rồi xong đó đến đây nó sò xuống thì chúng ta lại tiếp tục như vậy nói chung là một biên ngắn đúng không ạ cổ phiếu hoa sen là một mã cổ phiếu mà đường đi ở tương đối là nét và quan điểm kỹ thuật của Hùng thì nhóm thép sẽ mở trên các anh chị ạ và nhóm thép sẽ mở trên trong tuần chúng ta dự kiến vùng 24.5 24.7 target 1 vùng 25.5 hay target 2 vùng 26 và target 3 vùng 26.5 thì đạt lên được vùng 26 cộng thì như vậy nó đã bắt đầu chỉ cung hai cây nến giờ kết thúc viên ngày hôm nay là hai cây nến giờ rất quan trọng vì sao nó lại quan trọng bởi vì nó đã test lại vùng 24 năm 24 7 đây là biên hỗ trợ thuật tuần và điểm quan trọng nữa là gì nó vượt lên ở trên vùng 24.7 bản chất là cây nến này nó không đóng cửa được cao nhất chứ còn nếu mà nó đóng cửa được cao nhất thì nó lại càng đẹp càng đẹp nữa nó tuy nhiên ở đây các anh chị nhìn thấy nhé cái cây nến này ở trong phiên giao dịch của ngày mùng 8 thì nó khá là tương đồng ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay đúng không ạ à, hoàn toàn khác nhau à, hoàn toàn tương đồng với nhau cho nên là có thể là gì ở à, cái câu chuyện là tuần tới thì <laughs> nó sẽ còn có những cái điểm test lại về vùng 24.5 đó hoặc là vùng 24.7 đây nó test nhẹ nhàng ở đây một tí chút 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 xíu nữa đấy nó test nhẹ nhàng một chút xíu đây nữa và test thành công thì vậy mục tiêu vẫn không có gì thay đổi cả 25.5 26 26.5 NKG thì đang có cái thông tin tích cực liên quan đến chỗ mà cung cấp vật liệu vào sân bay Long Thành Các anh chị có thể tham khảo thêm <laughs> Tuy nhiên thì uh, thông tin thì nó sẽ phủ Nó chỉ là cái, cái 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 lớp phủ lên bước giá thôi Và quan điểm của Hùng thì Hùng ít cũng có ít có, có, có có, có tham vấn về thông tin mà mình sẽ tập trung phân tích đâu là điểm cản và đâu là điểm 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 hỗ trợ cho các anh chị đó thì ví dụ như là chúng ta phân tích cái điểm hỗ trợ cái tuần 24.3 24.5 này và trong tuần thì mình phân tích cho các anh chị điểm cản cái tuần 26 này có luôn 26 trên 26 và sau đó thì Nam Kim ngày hôm nay nó cũng thực hiện cái động tác và cái cây nến test của ngày hôm nay cực kỳ quan trọng hai cây nến giờ kết thúc viên cực kỳ quan trọng với lực cầu à, vượt MA21 và các anh chị nhìn thấy đây đây là những cây nến cây nến đảo chiều đó và có thể là tuần tới thì như vậy là nam kim mà vì nó kéo ở cây đến giờ nên có thể là nó sẽ có thêm các cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 25.3 đến khoảng vùng 25.5 test đi thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn vẫn là 26 và vùng 26.5 và trong trường hợp nếu ở à đây nam kim nó có một cái điểm cản kỹ thuật ở đâu ở đây là khoảng vùng 27 mấy đến 273 ở à, trong trường hợp nếu như mà vượt thoát được qua vùng 26.5 chúng ta sẽ hướng về vùng 273 VGS là một mã cổ phiếu có thể gọi là siêu cổ phiếu ở trong nhóm ngành uh, thép đúng không ạ? <laughs> Các anh chị. Thì uh, như chúng đã có phân tích rồi, sớm muộn thì thì VGS cũng đánh về 4x thôi và tuần vừa qua nó đánh về 45. Đấy. Thì điểm uh, công 1 38, điểm công 2 sẽ là vùng 40.5 đến vùng 41 và đây là một cây nến giờ. À, à trong phiên giao dịch ngày 10 thì uh, gần như là VGS đánh tím ngay từ đầu. <laughs> Đó và sau đó thì nó quay trở về nó test cung và hai cây nến giờ ở trong phiên giao dịch chiều nay cũng là hai à, cây nến giờ kết thúc hết sức là quan trọng của cổ phiếu VGS với việc nó nó break qua vùng 40.5 đến vùng 41 thì nó quay trở lại test 40.5 đến vùng 41 và đây hai cây nến giờ test tích cực thành công và với việc uh, nó test như vậy rồi thì chúng ta sẽ hướng target kỹ thuật của VGS về 45 và khả năng thì VGS sẽ đánh về 5x đó. sau khi mà nó đạt được cái target 4x thì nó sẽ hướng về 5x <laughs> cho nên là cái biên của VGS phía trước vẫn còn thì ngay chị cứ yên tâm à, chúng ta có thể thu gom và chúng ta có thể lướt lát mã cổ phiếu TLH ở đây thì các anh chị lưu ý này chúng ta có vùng cảng kỹ thuật ở đây là vùng 8.8 và trong tuần thì chúng ta phân tích vùng 8.1 này các anh chị à, test vùng 8.1 và có vùng 8.8 đến vùng 9 thì tuần này nó cũng lặp lại cái động tác như vậy thôi khả năng thì vùng 8.1 8.2 và mục tiêu sẽ là vùng 8 uh, Test test đi thành công ở vùng đó thì chúng ta lại hướng lại về 8.8 đến vùng 9 thôi và có một cái mã cổ phiếu MC các anh chị lưu tâm cũng nó cũng thuộc họ ngành thép vòng đã có phân tích khuyến nghị cho nhà đầu tư ở trong tim của cá nhân đồng Lê rồi thì uh, <laughs> phân tích từ cái điểm trước trước này rồi và bây giờ nó đã chính thức hoàn thành được cái target mục tiêu vùng 20 trên 20 khả năng thì SMC nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 19 18.5 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 18 và target kỹ thuật tuần thì SMC sẽ hướng đến vùng 25 và các anh chị lưu ý là cái trang kỹ thuật của SMC là chúng ta đánh ở trên chạc cái thuật tuần chứ không phải trên chạc cái thuật giờ đâu các anh chị nhé đây là chẳng qua phân tích ở đây để các anh chị view được các cái điểm ấy thôi còn các anh chị có thể sâu cái trạc uh, SMC ở trên trạc cái thuật tuần để các anh chị nắm được mà thôi thì sâu luôn đấy các anh chị đây S, uh, SMC xét uh, cái tính tạo lập và uh, các anh chị có thể xem các cái tính cơ bản của cổ phiếu này còn xét về tính tạo lập đây các anh chị uh, trong năm 2000 khoảng giữa năm 2020 thì như vậy là SMC hình thành một cái giai đoạn tích lũy khá là chặt ở đây và sau đó thì cổ phiếu này đánh đâu đó từ vùng chúng ta cho từ vùng 7 đi và điểm cao nhất là vùng 45 <laughs> đến 45 mới phân phối và các anh chị cũng nhìn thấy là trong năm 2023 đến khoảng tầm giữa năm 2024 à chưa đến giữa à, khoảng hết quý 1 của 2024 tức là như vậy là cổ phiếu cũng đã có một năm và Uh, có 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 tận 15 tháng để nó tích lũy và các anh chị nhìn cái giai đoạn này cái giai đoạn tích lũy của SMC khá là đẹp và sau một cái giai đoạn tích lũy đó thì các anh chị nhìn thấy là gì đây là dấu chân của tạo lập và đây là dòng tiền lớn và bắt đầu họ họ đánh và họ đánh bật cái 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 điểm của SMC bật lên ở trên vùng 15 cộng ở đây thì với cái cách đi như này á, thì như vậy là ở đây chúng ta cũng xác định là gì uh, sau cái tức là có nghĩa là cái chân sóng của nó đó đã hình thành từ đây rồi chứ không phải là đấy và với việc mà 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 mà, mà dòng tiền lớn họ đánh như vậy thì cũng có thể hoàn toàn là nhịp này chúng ta hoàn toàn có một cái con sóng ở đây và con sóng đó là con sóng rất là to chứ nó không nhỏ đó và với SMC thì cũng là một cái mã cổ phiếu khá là quan trọng sau mã cổ phiếu VGS các anh chị các anh chị cứ xem lại các cái bản tin tuần của cá nhân đúng lê thì nhấn rất là mạnh cái 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 điểm 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 kỹ thuật của mã cổ phiếu VGS nó rất là nhạy và đúng là như thế và 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 đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy rằng là VGS đã 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 có những cái nhịp đánh rất là dài và rất là nhạy ở trong nhóm ngành thép ok ở nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì uh, hiện tại là rất nhiều anh chị em đang cầm nhóm ngành này và các anh chị em cũng phàn nàn rằng là hùng ơi sao mãi nó không không chịu lên mãi nó không chịu đánh thì các anh chị lưu ý này tức là cái câu chuyện ở đây là năm 2024 là theo các chuyên gia dự báo nó sẽ là đáy của bất động sản các anh chị và đỉnh của bất động sản sẽ là 2027 thế thì uh, trước mắt chúng ta có 3 năm 3 năm mà dự báo là thị trường bất động sản sẽ bắt đầu phục hồi và đi lên và 3 năm đó thì như vậy là cái chen của nhóm ngành bất động sản cổ phiếu ngành ngành bất động sản vẫn là cổ phiếu vua cái anh chị vẫn là cổ phiếu vua chứng khoán là một banh là hai bất động sản là ba ba cái nhóm ngành đó vẫn là ba nhóm ngành cổ phiếu vua và vì là cổ phiếu vua cho nên là gì sớm muộn gì thì các anh chị cũng cứ yên tâm là chúng ta đã tích vĩ tích tích lũy được các cái vị thế tốt rồi thì các anh chị yên tâm nhưng các anh chị đừng có bán bò tậu ánh hương. các anh chị đừng có nóng ruột đừng có đứng ở núi này các anh chị cứ trông ở núi kia đúng không ạ và các anh chị nhớ cái câu chuyện là nhóm cổ phiếu banh cả một năm 2023 nó không làm gì cả nó không nhúc nhích gì cả nó tăng chi 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 chi, chi. nhưng chỉ có khoảng tầm độ 2 tháng 2 tháng cuối năm của năm 2023 các anh chị nhớ đúng không ạ à thì nó dồn dập nó đánh và nó đánh đủ cho các anh chị target một năm chỉ trong vòng một tháng thôi nhớ không nhầm thì chỉ có một tháng tức là chỉ trong trong bốn trong tuần thôi các anh chị đó thì cái câu chuyện là gì chúng ta đã à, tích lũy các cái vị thế tốt rồi à, ok rồi thì như vậy chúng ta yên tâm đó chúng ta đầu tư mà chứ chúng ta phải đầu cơ đó thì đừng có sốt ruột và đa phần là các anh chị em là đều bán cổ phiếu đi ở đúng cái vùng đẹp nhất rồi sau đó thì nó lại chạy đó và bắt đầu chúng ta lại FOMO những cái mã cổ phiếu tăng mạnh rồi thì lúc đó thì tạo lập họ lại trút hàng cho chúng ta nó chúng ta ôm ở cái vùng cao thì như vậy là chúng ta lại bị thất bại cái câu chuyện cái vòng 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 lặp đấy cái vòng luẩn quẩn đấy là nó liên tục ở trên thị trường chứng khoán các chị lưu ý Sell ở trong tuần vừa qua thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi ở dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.5 điểm target 1 ở vùng 7.5 và ở đây thì Sell đã có một cây nến đánh ở trong phiên giao dịch ngày 11. Và sau đó thì hiện tại chúng ta đang có phiên giao dịch ngày 12, cổ phiếu Sell đang test lại cung. Như vậy với động thái hiện tại thì chúng ta dự báo ở điểm test kỹ thuật ở vùng 7.2 đến vùng 7.4. Sell sẽ test ở đây, test như thành công thì trong nhịp này chúng ta sẽ hướng về vùng cả kỹ thuật 19 điểm xa hơn sẽ là vùng 9 5 Hà Đô hiện tại đang khá là tích cực các anh chị nhé và dòng tiền lớn cũng đang vào mã cổ phiếu Hà Đô rất là ok rồi ở trong tuần vừa qua chúng ta dự báo điểm test tích lũy ở vùng 29 trên thực tế thì Hà Đô không có test tích lũy và như vậy là Hà Đô hoàn thành cái target 1 ở vùng 31 khuyến mại thêm cho anh chị một khúc nữa nghìn rưỡi lên đến vùng 32.5 trong phiên giao dịch ngày 10 các anh chị và đây là một cái mô típ à, một mô típ rất rất quen thuộc break vùng cản Tức là vùng cả tuần chúng ta xây ở vùng 31 thì nó break xong và các anh chị nhìn thấy đấy ạ. Hai cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay là hai cây nến hết sức quan trọng của Hà Đô. Mặc dù là Hà Đô không đóng cửa được ở trên vùng 31.5 nhưng ít nhất là nó test sát ở vùng 31 nó rút chân lên. Như vậy tuần tới ở vùng 30.8 đến khoảng quanh vùng 31. Khả năng thì HDG sẽ test ở đây và mục tiêu tiếp theo của Hà Đô sẽ hướng về cản kỹ thuật 33.5. HDC cũng là một mã cổ phiếu được uh, cá nhân Hùng Lê khuyến nghị phân tích đầu tư uh, cho các anh chị em rồi uh, từ cái thời điểm chân sóng đó là đâu đó uh, chúng ta tiếp tục gia tăng ở khoảng quanh vùng 28 hai là năm và target một ở vùng 30 và tuần này chúng ta nâng target hai lên ở vùng 31 và cũng suy soát tí nữa thì đạt vùng 31 và đặc biệt là trong tuần qua chúng ta có phân tích cái điểm test cung tích lũy ở quanh vùng 29 thì nó test 3 phiên và sau đó phục hồi và sau một cây nến đẩy mạnh thì ngày hôm nay HDC lại tiếp tục quay trở về test và như vậy tuần tới ở vùng 29.8 đến khoảng quanh vùng 30 kỳ vọng test thành công ở đây là bứt qua cản này đây là cây này là cây bứt qua cản ở đây sẽ là điểm test lại cản test thiết thành công mục tiêu sẽ tiếp tục hướng vùng 31 sau đó sẽ là vùng 32 Nam Long ở trong tuần cũng có những cái bước uh, <laughs> chạy khá là tích cực thứ nhất là chúng ta dự điểm test ở khoảng quanh vùng 43.3 đến vùng 43.5 thì uh, đến Kết tuần thì nó mới quay trở về test và cản tuần ở vùng 45 thì nó đạt được ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. À, về cách đi của Nam Long thì vẫn hoàn toàn là tích cực thôi, ở vùng 42 5 đến vùng 42.7 tuần tới dự kiến sẽ tiếp tục test kỹ ở vùng này, test lũy thành công thì target lại vùng 44 và sau đó lại vùng 45. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu Nam Long của chúng ta bứt được qua vùng à, bứt được qua vùng 45 cộng thì cái sẽ tiếp tục phân tích các cái target cao hơn. cổ phiếu KDH trong tuần thì hình như KDH cũng đạt đó, đạt luôn cản nhé anh chị 40 trên 40 đó target 139 target 240 ờ, dù rằng là trong phiên giao dịch ngày 9 thì nó test trước rồi nó mới kéo sau ừ, đây con này nó test trước nó kéo sau nhưng về cơ bản ở đây thì nó test quanh hỗ trợ thôi chúng ta dự kiến cái vùng hỗ trợ 37.7 vùng 38 cản tuần 39 đến vùng 40 thì nó đánh lên 40 và đây anh chị đang có những điểm quay trở lại test như vậy tuần tới à, 37.7 đến vùng 38 sẽ tiếp tục là biên test kỹ thuật và khả năng nó cũng chỉ test quanh đây thôi và mục tiêu lại vùng 3940 Đó là gì? Câu chuyện ở đây thì vậy chúng ta sẽ à, sẽ ngộ ra một điều gì? À, tại vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị của chúng ta nên canh gom đúng không ạ? Và tại các cái vùng cản thì thôi chúng ta nên canh chốt. Đó. Đạt Phương cũng là một siêu phẩm ở nhóm ngành bất động sản dân cư. Các anh chị từ chân sóng ngày 1, ngày 2 đây thì Đạt Phương cũng đã có sự hình ảnh à, chân sóng và chúng ta phân tích lên được cái target vùng 58. Sau đó tuần này chúng ta tiếp tục nâng được cái target lên vùng 60 và cổ phiếu khuyến mại cho các anh chị thêm khoảng 1 rưỡi ở đây nữa. Lên đến vùng 61.5 rồi nó mới bắt đầu quay trở lại test cung. Đó. Và cây nến ngày hôm nay, cây nến kết thúc phiên cũng là một cây nến khá là quan trọng của Đạt Phương khi nó test ở vùng 58 và rút chân lên. Như vậy tuần tới thì có thể là Đạt Phương nó sẽ tiếp tục test về vùng 58 điểm sâu hơn sẽ là vùng 57, 57.5 đến vùng 58. Nôm na là đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và có thể Đạt Phương sẽ test về đây và test về đây thì các anh chị canh gom. Đó, hoặc là gom mà sau đó về đến vùng 60, sau đó vùng 62. À, chúng ta lại canh chốt. DG trong tuần uh, có lên rồi lại có xuống. DG chưa chưa chạy được nha. Đây cây nến này lên đến vùng 27.6 à, Tuy nhiên phiên ngày 12 thì nó lại test lại vùng 26.6 Tức là nó lại test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần Ở quanh vùng 26.6 Tuần tới thì đây các anh chị này <laughs> Khả năng thì vẫn như vậy thôi Ở quanh vùng 26.4 26.6 hoặc là điểm 26.2 đây thì khả năng là 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 nó lại có những điểm đạp điểm đạp về đây và các anh chị có thể gom gom nhẹ đây và uh, may mắn nó nó lại lên vùng 27.8 đến vùng 28 thì chúng ta lại sọt <laughs> bước ra lướt ngắn ở khoảng 3 5 phần trăm trong một tuần tạm thời như vậy gốc thì chúng ta cứ cầm nguyên đất xanh trong tuần cũng chưa có nhiều động lực dự kiến thì nó sẽ test lại ở đâu đó khoảng vùng 14 14 14.5 đến vùng 14.7 có điểm rơ lắc về vùng 4.2 cả tuần tích lũy quanh vùng 4.5 có điểm đẩy nhưng mà hai phiên kết tuần thì nó lại quay trở lại test do đó thì tuần tới khả năng đã xanh còn rũ một nhịp nữa vùng 14 14.2 test được thành công ở vùng này thì như vậy target tuần thì ta vẫn hướng về quanh vùng 15.5 anh chị nhé <laughs> Phát đạt PDR. Dự kiến 23.3 23.5 đây. Vòng lên để test lại. cây nến đẩy rất là mạnh và cuối cùng lại về đến vùng 23.3. Như vậy tuần tới sẽ 23.3 điểm sâu hơn sẽ là vùng 23. kỳ vọng test được thành công ở hai điểm này. Đảo Long thì như vậy thôi. Trong điểm ngắn hạn này thì chúng ta vẫn kỳ vọng PDR sẽ hướng về khoảng quanh vùng 24, tấm 8 đến khoảng quanh vùng 25. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với nhóm ngành này thì Nhung đã có phân tích rồi ở cái chân sóng ngày 1, ngày 2. Thị trường bắt đầu hình thành chân sóng, cổ phiếu bắt đầu phục hồi và như chúng ta đã có phân tích định định hướng thì về mặt lý thuyết là nhóm ngành chứng khoán sẽ là nhóm hồi đầu tiên, sẽ là nhóm tăng tích cực đầu tiên. Sau đó thì uh, cổ phiếu nhóm trụ, nhóm banh, rồi nhóm bất động sản và sau đó thì mới lan sang một số các cái mã cổ phiếu khác. Và khi thông thường khi mà thị trường hình thành chân sóng thì đều khuyến nghị các anh chị em là chúng ta úp mã cổ phiếu chứng khoán và 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 một cái minh chứng thì các anh chị cũng thấy rồi từ phiên giao dịch của ngày 1, ngày 2 tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại thì gần như tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán đều ghi nhận mức tăng tăng ít hay tăng nhiều thôi chứ còn đều ghi nhận mức tăng. Đó, các anh chị có thể kiểm chứng lại cái gì chị nhá. Mà có với VCI trong tuần chúng ta dự báo ở điểm test kỹ thuật 46.5 đến 47 và target tuần ở vùng 49.5 đến vùng 50. Về mặt kỹ thuật thì như vậy VCI test khá là thành công ở trên vùng 47. Tuy nhiên target tuần thì chưa đạt. Và sau một cái nến đẩy ở trong phiên giao dịch ngày 11 thì nó lại có những cái nến test cho nên ở vùng 45.5 à 47.5 đến 47.7 tuần tới khả năng sẽ tiếp tục test ở vùng này. Mục tiêu vẫn là 49.5 đến khoảng quanh vùng 50. Cổ phiếu SSI ở trong tuần chúng ta có dự kiến biên tích lũy ở khoảng quanh vùng 34.1 về mặt lý thuyết thì nó test lý ở trên vùng 34.1 các anh chị nhá target tuần ở vùng 35.5 thì nó cũng chỉ mới đạt đến khoảng vùng 35.2 thôi và hiện tại thì nó đang sập sình ở đây sập sình như vậy thì chúng ta sẽ có vùng 34.3 à, cho tuần tới kỳ vọng test tôi thành công vùng này ta cái kỹ thuật vẫn là vùng 35.5 ở cổ phiếu HCM trong tuần dự kiến ở vùng 27, 27.2 sẽ là điểm test lại. Thực tế thì nó test ở trên vùng 27.2 và target tuần ở vùng 29 thì lên được đến khoảng vùng 28.8 ở đây. Thì như vậy là ở đây thì nó cũng đang xuất hiện một cái nhịp diện, một nhịp test lại và cây nến giờ kết thúc vào ngày hôm nay thì nó đã test lại đây các anh chị nhé, cái điểm 27.5. Như vậy tuần tới thì khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục test về vùng 27.5 Kỳ vọng test tích thành công đảo chiều đảo long ở đây Target kỹ thuật vẫn là vùng 29 Ờ, cổ phiếu VND Trong tuần thì uh, vùng 16.2, 16.4 uh, Test tích lũy Và về cơ bản thì cả tuần nó test tích lũy thôi anh chị uh, Chỉ có một điểm hồi nhẹ đây Và nó lại quay trở lại Nên là uh, tuần tới thì lại vùng 16.3, 16.4 Ở đây test đi thành công Thì target ngắn ở vùng 7 2 17.4 cổ phiếu FTS dự kiến những cái điểm test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 42. Đây thì chúng ta trong phiên giao dịch của ngày 9 thì như vậy là nó cũng đã có những cái điểm test tích lũy ở quanh vùng 42. Target tuần 1 ở vùng 45, target 2 ở vùng 46.6. À, tuy nhiên, ở trên thực tế thì target tuần lên được đến vùng 44 và hiện tại thì như vậy là gì? Nó đang <laughs> nó đang test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 42.5 khả năng tuần tới sẽ có những điểm test này mục tiêu thì vẫn là vùng 45 bớt được vùng 45 thì sẽ hướng target vùng 46.6 đến khoảng vùng 47 SHS ở trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó cũng nằm ở xu hướng tích lũy thôi đó nó sẽ tích lũy ở quanh vùng 17.5 à, trong bản tin tuần chúng ta dự kiến 17 17 3 17.5 và tích lũy ở quanh vùng 7.5 với xu hướng hiện tại như thế này thì 17.3 17.5 sẽ tiếp tục tích lũy ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Trong trường hợp SSS vượt vùng 18 thì như vậy là chúng ta sẽ nâng ra các kỹ thuật tiếp theo lên ở khoảng quanh vùng 19 cổ phiếu VIX ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần chúng ta có phân, phân tích ở điểm 16.5 16.6 và target tuần thì như vậy đầu tiên là vùng 17.4 và điểm sâu so, xa hơn là vùng 18 trên thực tế thì nó lên được đến khoảng quanh vùng 17.3 thì như vậy là với cái động thái kết tuần này, này thì đây đang có những cái lực chốt và xuất hiện những cây nến hammer đỏ đặc như này à, cộng tín hiệu đường mát đỏ như vậy thì xu hướng sẽ là gì 16.8 điểm sâu so hơn sẽ vùng 16.6 Tuần tới sẽ có xu hướng test lại đây và tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá trong trường hợp mà tích lũy thành công đảo long thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng 17.4, 17.6. Điểm xa hơn sẽ là vùng 18. AGR trong tuần thì xu hướng khá là đẹp. ở Khi mà nó có điểm đây, chúng ta dự báo điểm test tích lũy 18.5, 18.6. Trên thực tế thì nó test ở vùng 19. Uh, target tuần dự kiến ở quanh vùng 21 nó chưa lên được target tuần những cái cách đi là nó vượt qua được vùng 19.5 và hiện tại là chúng ta đang có hai cây ba phiên, ba phiên AGR test ở trên vùng 19.5 cộng, như vậy tuần tới 19 3 19.5 dự kiến test tích lũy. Thành công uh, target vẫn là vùng 21 đến vùng 21.5 VDS là một mã cổ phiếu khá là nhạy và trong tuần vừa qua thì cũng đã có những thành quả rất là tích cực kể từ chân sóng đúng không ạ? À, kể từ chân sóng của VDS và uh, trong tuần chúng ta có dự kiến những cái điểm test ở khoảng quanh vùng 21.7 và target tuần ở vùng 24 thì đây các anh chị nhé suy soát vùng 24 rồi. Và sau khi um, sau khi mà nó 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 tiệm cận vùng 24 lần một nó test đáy này và nó lại tiếp tục dị vượt lên, à, vượt lên mà nó quay trở lại test thì ở đây có vùng 23 đến khoảng vùng 23.3 Tuần tới dự báo VDS sẽ test ở vùng này Tích cực à, Đảo Long thì chúng ta hướng vùng cảng kỹ thuật 24.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 26 ORS đang bị à, Chốt ở à, cuối tuần nha Chưa được à, Sau một nhịp đẩy ở à, Xem nào sau một nhịp đẩy Đây nhịp đẩy lên được đến vùng 13.5 Target tuần thì chúng ta dự kiến ở vùng 39 đến vùng 14 tức là target 1 ở đây và target 2 ở đây thì lên được đến target 1 và nó đây các cái phiên phiên ngày hôm nay phiên 12 thì như vậy chúng ta cũng thấy rằng là gì? Đây là các cây nến suy yếu cho nên tuần tới sẽ ở vùng 13. Điểm sâu hơn sẽ là vùng 12.8 kỳ vọng test thành công ở vùng này. Thì mục tiêu lại như vậy thôi, 13.5, điểm xa hơn sẽ là vùng 39 đến vùng 14. CTS là một mã mà hiện tại nó cũng đang lead dòng chứng khoán khá là tích cực. À, trong tuần chúng ta dự báo vùng 38.5, vùng 39 test đi thành công và mục tiêu thì gì vùng 42 đến vùng 42.5, có luôn vùng 42.5 các anh chị Tức là về mặt lý thuyết là CTS đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở trong tuần và đã bắt đầu nó quay lại test Như vậy ở vùng 41 đến vùng 41.5, khả năng CTS sẽ quay trở lại đây test điểm này Và sau khi test đi thành công ở vùng này thì như vậy là CTS sẽ hướng đến cái vùng cảnh kỹ thuật tiếp theo ở vùng 44 và điểm xa hơn sẽ là vùng 45 MBS cũng đang đứng trước uh, cơ hội vượt đỉnh các anh chị vượt đỉnh và về mặt kỹ thuật thì đối với MBS ở trong tuần uh, chúng ta có dự kiến các điểm test ở vùng 31.7 vùng 32 thực tế thì MBS là uh, không có quay về test à xin lỗi cả nhà không phải đâu với cái điểm mà như ông có phân tích là gì hai cây nến kết thúc của phiên ngày mùng năm á với hai cái nến như này thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng là gì à, MBS sẽ hướng về vùng 34.5 không có dự báo test nhé không có dự báo test chúng ta xem lại bản tiến tuần đi và về đến vùng 34.5 thì như vậy là nó đạt luôn ở trong phiên giao dịch ngày 9 và nó test lại tiếp một điểm 33.5 à, test tích thành công một điểm này thì ông tiếp tục nâng target kỹ thuật của à, MBS lên vùng 36 và phiên giao dịch của ngày 12 cũng là một phiên mà MBS đang có xu hướng tích cực các anh chị này đó nó kéo lên và nó đang có xu hướng test lại cho nên tuần tới nó sẽ test ở vùng 34.5 đến vùng 35 test đi thành công thì khả năng là MBS sẽ vượt đỉnh vùng 37 36 và sau đó hướng lên vùng 37 khá là ok rồi như vậy thì các anh chị chúng ta sẽ dừng lại bản tin tuần ở đây. Thì các anh chị lưu ý uh, những cái nội dung rất quan trọng uh, đối với bộ ba tham số chung của thị trường đó là chỉ số VN Index. Ở tuần tới thì khả năng uh, chúng ta sẽ có các cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 1268 đến vùng 1270. Chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh chúng ta sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1290 đến vùng 1295. Và phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền và khả năng phục hồi của thị trường bản tin phân tích tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo